vô lượng. Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe đường sinh trì tùng, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy đấng danh giáng như vậy, con đã nghe tại Lộc Nguyễn rừng xanh, sau khi vừa chứng ngộ Thế Tôn đến tận chỗ hoa độ rất tận tình, đã cho nhóm kiều trần như điều thanh là an. Sau khi khuyên năm vị khéo dư lý trung dung, phần dạy lẽ tôn cùng bài kinh Tư Diệu Đế. Ai hiểu đời là khổ, từng là đã hiểu rằng có môn cõi niết bàn vướng ra ngoài sinh tử. Ai hiểu đời là khổ, từng là phải hiểu rằng khổ phải có nguyên nhân, bởi vô minh ngã chấp. Ai tin có giải toán, từng là phải tin rằng phải có một con đường đi về nơi cao thượng. Kinh lạy đấng chánh giác, muôn đời con tôn thờ, đường bát chánh bao la dẫn về nơi giác ngộ. Thứ nhất là chánh kiến, là hiểu được đường đi của nhân quả chi ly từ đời nay đời khác. Nghiệp một lần gây tạo, thành quả báo về sau, chẳng biết lâu hay mau, nhưng không hề nhầm lần. Rồi tột cũng giác ngộ, là vô ngã hoàn toàn, thanh tuyệt đối vị tha, từ bi và trí tuệ, vô số điều đạo lý, khắp phàm giới bao la, càng lúc càng hiểu ra, theo tăng ngày tu tầm. Chánh tư duy kế tiếp là xây dựng tâm hồn, thành đạo đức hiền lương theo từng lần tác ý. Khi khởi tâm bất thiện là quyết chỉ diệt trừ, biết hối hận ăn năn, biết cách phòng lần khác. Khi
đối duyên tiếp cảnh luôn tác y thiện lành tự nhắc chẳng có ta để mà tham mà giận thường tự răng tự nhắc phải biết sống vì ta luôn cung kính ai hòa không que quán kiêu mạn thường gọi tâm ban rải từ bi khắp nơi nơi địa ngục ngay cõi trời cả có cây vạn loài tự nhân mình tranh khỏi những ô nhiễm tâm hèn dư giới hành sạch trong theo ương bao bừng thanh càng ngày càng tinh tế kiềm soán tâm ý mình phát hiện những niệm sai nhỏ như là sợi tóc thứ ba là chân ngữ là làm chú từng lời để rơi vào lòng người toàn những điều cao đẹp chẳng có gì tôn kém chẳng vất vả công lao nhưng tội phước rất nhiều mỗi khi lên tiếng nói đừng chê bai bừa bãi kêu sung phạm bất hiền nhiều kiếp tôn phước duyên có kia sinh cầm thù cố gắng khen người tốn khen cho người khác nghe để mỗi người phản tâm rồi hướng theo điều thiện luôn ngợi ca phận pháp kiên nhẫn độ từng người về với bóng từ bi để rời xa đau khổ hãy nói về nhân quả về nhiều kiếp luân hồi cho người biến tình sâu mà làm lành lánh dữ không nói điều dơ bẩn không nói điều khen mình không nói điều đua tranh không nói điều giả dối vô số điều phải nói tạo nên công đức lành nên cẩn thận thông minh khi cắt lời mở miệng thứ tư là chánh nghiệp là vô số việc làm rằng cụ thể lợi ta yêu thương và giúp đỡ không làm điều ác độc gây đau khổ chúng sinh chỉ làm những việc lành cho chúng sinh an lạc có khi là lui lại nhường người tốn tiếng lên có khi là bước lên gánh lấy điều nặng nhọc có khi là nghiêm khắc ngăn kẻ xấu làm sai có khi là ra tay giúp những ai hành thiện dù còn trong không có phần cố gắng không ngừng làm từng chút việc lành đắm xây nền công đức
Rừng siêng năng lễ Phật, sám hối nghiệp nghìn xưa, viên bất thiện ngăn chừa, điều thiên lành chắc chưa. Bồ Tát thường gian tiếp giúp mà không ai hay, nên phước giữ trọn đầy để chia cho tất cả. Biết bao nhiêu việc tốn khắp ba cõi sáu đường là chánh nghiệp vi thường, thành vô biên phước bao. Thứ năm là chánh mạng, là nghề nghiệp mưu sinh, nuôi sống bản thân mình, qua kiếp người tạm bợ. Nhờ vừa từ chánh nghiệp mà nên người được tự do, chọn nghề nghiệp sao cho phương lành sinh tiêm mãi. Nghề to phải gồm đủ hai yếu tố sao đây, là tạo phước từng ngày có thời gian tu tầm. Riêng tỳ kheo tu sĩ chi khất thực sinh năng, chớ suy tính kinh doanh mà sai đường xung thế. Nhưng sa môn khất thực không luồn cuối thấp hèn, mà đỉnh đạt uy nghi bất cần và thanh thản. Đem cuộc đời thanh tịnh giáo hoa khâm chúng sinh, đổi lấy bát cơm lành, ung dung đường thiện ly. Sao là chánh tinh tấn, từng ảnh cách nhiếm tâm, trong thiền định thầm thâm, vô vàng điều gian khó. Lúc này tâm chưa nhiếp, vòng tưởng còn chấp trùng, mà thân đau mỗi không ngưng, nhưng không hề thôi chi. Có khi là thân quyến gây trở ngại đủ điều, hoặc bình thất triền miên, nạn tai không lường hết. Dù còn nhiều chướng ngại, nhưng hành giả vững lòng, mà như núi đá ung dung, giữa bao dòng xâm xét. Lòng dần lòng đã quyết, dù trăm kiếp ngàn đời, tinh tấn mãi không thôi, đi về nơi vô ngã. Ngồi kiên và phu tọa, trú khắp toàn tận, cảm giác khắp toàn thân, thân im tràng bất động. Rồi nhẹ nhàng quan chiếu, thân tạm bỡ vô thường, và bệnh chết thảm thương, theo bụi sương bay mất. Biên thân này đang thở, thân này đang thở vào, thân này đang thở ra, rõ ràng từng chút một. Mỗi phút giây cuộc sống vẫn an trú toàn thân, vẫn nhớ thân vô thường, đêm ngày không gián đoạn. Vậy là vào chánh niệm, tâm tình dáng rộng ràng, lòng thanh thoát nhẹ nhàng, nhưng vẫn còn niệm khởi. Nhờ vào sân tình gian, hành giả kiểm soát tâm, không mờ mịt mê lầm, mà chạy theo ngoài thanh sách. Hành giả biết ta nghĩ, theo vô ngã
từ bi gắn trừ việc sân si, tâm càng thêm đạo đức. Dù ban đầu an lạc, nhưng chỉ mới bắt đầu, chưa phải đã vào sâu trong cõi thiền vi diệu. Như đi trên băng mỏng hay trong nhọn thang hồng, xin cẩn thận vô cùng, lúc này đầy nguy hiểm. Nếu dài lầm ta nghĩ với kiêu mạn ngầm ngầm, len lỏi trong nội tâm, ắt có ngày điên loạn. Càng thêm tôn kính Phật đến tuyệt đối vô biên, nguyện thân mạng cúng dường lên mười phương tam bảo. Hành giả còn vân vã mây mười kiếm tại sanh, lên xuống giữa trời người mới hết đường chánh niệm. Diện trừ năm triền cai, nóng giận và tham lam, trào cử với hôn trầm, thứ năm là nghi hôi. Vào thời kỳ ma pháp, người tu đến chỗ này, nhầm tướng đã đủ đầy, an trú nơi thánh quả. Có khi bị ảo giang, nghiêng đủ điều lạ kỳ, khiến kiêu mạn hoang mang, để rồi tan vỡ. Có khi đường thần trí, biết nhiều việc lạ thường, càng tương chứng cao siêu, rồi lạc vào ma đạo. Vì vậy càng cố gắng lễ Phật lòng khiêm cung, quan vô ngã hư không, để đi qua vần thẳm. Thứ tám là chánh định, bậc tư những sơ thiền, tăng an lạc vô biên, dứt xong điều ái dục. Nhưng vẫn còn tầm tư niệm vi tế sâu xa, về đạo lý bao la nên cũng còn chướng ngại. Vì thiện tâm sạch niệm, thân tỉnh giác tuôn trào, như mạch nước dâng cao không bao giờ vơi cạn. Tam thiền trùm pháp giới, thần đồng cõi hư không, Phật chân cũng là tâm, khắp đất trời an lành. Tư thiền là tuyệt đối, tâm tình tịnh như như, cả vũ trụ thái hư đã vào nơi bản thể. Nếu tiếm theo quang chiếu để chứng đạt tam minh, hành giả sẽ trở thành thánh nhân A-la. Kinh lầy mười phương vận, đường ba chánh cao siêu, còn chẳng thể hiểu nhiều, nhưng nguyện lòng tu tập. Bao chúng sinh lạc lối trong tà kiến si mê, chưa biết chỗ đi về, dòng luân ngồi trôi mãi. Cuối sinh mười phương Phật cho bác chánh đạo này, đến mọi chốn nghìn nơi cho chúng sinh tỉnh ngộ. Nguyện chúng con dùng cám đem ban chánh đạo này nói với cả mọi người như món quà cao quý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.